Đây là video hướng dẫn về quy trình vận hành của nhà phân phối mới gia nhập. Khi các anh chị vừa xong việc một, chốt xong cái Wellness Combo, thì bảo trợ các anh chị đã hướng dẫn cho các anh chị học bài đào tạo 3 này. Có nghĩa là các anh chị chưa hiểu rõ về công việc. Cũng có thể là các anh chị hiểu chút chút, nhưng mà chưa có chính xác hoàn toàn. Thì làm sao mà các anh chị có thể làm việc tốt được? Cho nên, video này hãy tạo ra để hướng dẫn cho các anh chị cách làm đúng. Khi các anh chị mời được một người tham gia thì cái người tham gia đó nhiệm vụ của họ cần làm gì trong quy trình này sẽ giúp cho người tham gia đi đúng hướng và các anh chị sẽ yên tâm hơn vì các anh chị đã học được bài đào tạo 3 này. Và bây giờ trong cái quy trình này người mới chỉ đơn giản là làm theo bước 1. Xong bước 1 thì sẽ đến bước 2. Rồi xong bước 2 sẽ đến bước 3 như trong cái bức hình này các anh chị đã nhìn thấy. Khi nhà phân phối mới gia nhập của các anh chị hoàn thành xong 12 bước thì có nghĩa là nhà phân phối của các anh chị đã chốt xong cái Wellness Combo và các anh chị biết rằng là họ đã bắt đầu đến với lại cái bài đồng tạo 3 này ở cái mục 12 trong cái bức hình này các anh chị có thể thấy. Như vậy cái quy trình này, là một cái kim chỉ nam dành cho nhà phân phối mới khi mà các anh chị tham gia các anh chị còn bỡ ngỡ các anh chị chưa biết gì có đôi khi các anh chị ở đâu đó không phải ở việt nam và có đôi khi các anh chị không gần được cái người bảo trợ cấp cao của mình có đôi khi các anh chị không kết nối với người bảo trợ của mình thì video này là cái video hướng dẫn chi tiết nhất cho các anh chị các anh chị nhớ nên làm đúng ngay từ đầu để các anh chị không phải vất vả về sau